Mọi người lâu lắm rồi không có video, hôm nay mới có video tiếp về chó Bắc Hà và hơ mông cọc. Đây là Queen và con đực non là con Sậy. Đợt này thì không tính là sẽ cho cái nó đẻ nữa, mà ngày hôm nay thả ra không để ý là con cái nó đến một cái đợt nó lên giống. Đây, trận mưa vừa rồi nó để lại cái đống hoang tàn đổ nát này, chưa có dọn đi được. Ai ra bắt đầu đợt này nó bắt đầu là chuối, bắt đầu là có sâu róm rồi. Cái cây chuối này nó đổ, may là buồng nó cũng hơi già già rồi. Ok, nói tiếp là định không cho bọn cái này nó đẻ nữa, để cho nó nghỉ, mà thả ra không để ý, không biết là nó lên giống luôn. Thế thành ra là thả chung con Bắc Hà với con cọc, thế là nó lại con cọc nó lại nhảy mất. Thế nhảy mất thì rồi thì buộc phải lại thả luôn với con Bắc Hà, để hy vọng là nó đẻ ra thì nó sẽ ăn theo cái con Bắc Hà. Chứ mà Bắc Hà mà phối với cọc thì cọc vàng phối Bắc Hà trắng thì không biết là nó sẽ ra cái gì. Mà hy vọng là con cái là nó còn chịu đực, chứ nó mà không chịu đực ngay thì thôi, thì nó lại đẻ ra cọc thì nhọc lắm. Đây đang cho con đực non nó ra trước thử xem là nó có cái, nó có thể nó pha được không được rồi, thế này là dọa đực non rồi, dọa đực non tức là không được rồi. Rồi sâu róm đấy, đừng có lượn vào đây. Chó không biết là nó có bị sâu róm vào đây này. Nhìn thấy mấy con này, gầy lắm. Nhưng còn sâu róm của con sâu róm của cái cây chuối này nó rát lắm. Bọ vào nó thì khủng khiếp lắm. Thế là đực thì vờn, nhưng mà cái vừa mới ghép xong rồi là đang dọa rồi. Cái này nó mệt rồi đây. Nó mà phối mà nó lại đậu rồi nó lại đẻ ra lại 6-7 con, mà nó lại cọc với này nửa cọc nửa Bắc Hà thì mệt lắm. Chứ đợt này là tính là sẽ cho chúng nó nghỉ hết một loạt, không tạm thời đợt này là không cho đẻ nữa, vì đợt này ít người nuôi thì chọn chủ cho con chó nó lâu mất thời gian lắm. Lúc nào mọi người thích nuôi và có nhiều người nuôi được thì lúc đấy mình sẽ cho đẻ. Rồi, thế là dọa được rồi. Thế không có cơ hội chữa rồi. Không có cơ hội chữa rồi, thôi được rồi. Thế thì sậy non không được thì để cho lau ra vậy, để cho bố lau ra xem nào. Queen có dọa con lau không? Lau chữa đi. Lau sửa lỗi cho anh đi. Chứ mà không thì con sẹo nó phối rồi mất công mà nó đẻ ra thì nó lại con nọ lai con kia thì mệt lắm. Nhờ lau ra lau sửa hộ anh. Hy vọng là sửa được, chứ là không là hơi bị mệt đấy. Nếu mà nó không ghép được ngay mà để đến mai ghép thì cái khả năng là nó ra cọc pha Bắc Hà là rất cao. Ghép ngay nó đã cũng có cái tỷ lệ, khả năng có tỷ lệ pha cọc rồi. Chữa xem có chữa được không. Chứ mấy con này là đợt này là nhốt là tách đực với cái, là tách riêng nó ra, không cho nó ở chung. Đực cho ở trong chuồng. Lúc nào mà con nào nó lên giống là con đấy là chỉ cho ở trong ô chuồng thôi, chứ không cho ra ngoài. Không cho ra ngoài cùng với đực. Rồi con Queen nó lên giống lúc nào mà mình đã không biết. Đợt này nó lên giống nó lại không nhỏ máu, thành ra là không biết luôn. Không biết là nó lên giống lúc nào. Thôi Queen ra Queen gì với lại con lau tí đi, để cho nó pha đi. Nào xem có sửa sai được không. Dọa được rồi. Thế thì chịu rồi. Cái này là chịu rồi. Đây là hai con của Queen này. Bùng chị bùng em.
Con của Queen là khung nó rất là to, như con cái này nó to như con đực luôn này. Đực đây, đực thì là đực này là coi như là đực màu vàng. Ban đầu nó mới về là nó màu trắng, trắng ngà, bây giờ đổi lông rồi nó chuyển sang màu vàng rồi. Cái dọa rồi, thế này thì là anh sai là không sửa được rồi. Sai không sửa được rồi. Thôi nếu mà là cái này hôm nay là nó không chịu rồi thì để mai mai thả nó ra vậy. Mai thả nó ra cùng nhau vậy, như là cái giống mà nếu mà nó khi mà nó pha với giống khác thì nó lại mạnh hơn. Đấy. Pha với giống khác quá, mạnh hơn có khi nó lại đậu hết rồi. Không nghĩ là con cái này nó đến cái đợt nó lên giống lại hơi nhanh. Cái lau không sửa được hộ anh à? Nó không cho sửa hả? Ra nịnh nó đi, xem nó có cho sửa không. Đây này, cây đổ này, cây đổ, chuối đổ này, mưa, mưa bão to quá. Cơn mưa này giá mà nó vào trong được miền Nam thì tốt, mà nó lại ở miền Bắc. Hai trận mưa cách nhau 3 ngày, hai trận mưa to, cây đổ la liệt. À, chưa dọn đi được. Cỏ tốt lên này, chưa cắt đi được cái này. Quyên ra cho nó sửa sai đi. Không thì để mai vậy. Nhưng mà mai anh sợ là không còn cơ hội để sửa sai nữa rồi. À, bất cẩn quá. Hay đợt tới thì nhiều đu đủ lắm, nhiều đu đủ. Đợt tới có khi là mở bán đu đủ với lại bán dọc mùng này, trồng cho nó sạch vườn. Ở cái mé rãnh, mé cái rãnh thoát nước mà nó lên cao, qua những cái cây nó cao ngang vai rồi. Đấy. Nhìn con chó nó to như thế mà đứng ở gần cái khu dọc mùng này, bé tí luôn. Thế là cuối cùng là lại bị nhỡ với Queen. Queen mà đẻ là hơi mệt. À, đợt này là mình phá khu vườn, mình phá hết chuối đi để trồng ít đu đủ cho nó sạch. Đấy, cái phản ứng đó. Xem mà được có kiên trì được không? Khó lắm. Vì ở trong giới động vật ấy, quyết định như thế nào có lấy giống hay không là ở con cái chứ không phải ở con đực. Cái nó cho thì được, cái mà nó không cho là đực có làm kiểu gì thì cũng chịu. Thế thôi, không được, không được thì thôi nhá. Thế thì đi, mấy đứa đi vệ sinh đi, xong rồi vào để cho con khác ra. Ê, cứ qua thời gian thì thả chúng nó ra vườn, cho chúng nó ra vườn cho chúng nó chơi lúc ấy, chứ còn trong ô chuồng của chúng nó là cũng rộng lắm. À, một cái ô chuồng của mình nó cỡ độ khoảng tầm 25-30 m² gì đấy, thả chúng nó tự do suốt ngày. 25-30 m² là thoải mái, với ba con một ô thoải mái để cho chúng nó nô đùa nhẹ nhàng đi lại. Ra vườn này thì nó chạy nhảy, và nếu mà khi chúng nó được ra vườn thì chúng nó sẽ ưu tiên cho nó ra vườn cho nó đi vệ sinh. Thôi không được rồi, cái này là không chữa được rồi. Lau cũng nhiệt tình lắm nhưng mà không làm gì được, Queen không cho, không làm gì được. Ok, hy vọng là nó sẽ không ra ha. Mông cọc pha lẫn Bắc Hà.
Vì là cái con mông cọc của mình nó là con mông cọc bản, cho nên là bản thân ở trong máu của con mông cọc hay là máu của con Bắc Hà này nó có đều có lẫn gen. Hy vọng là chúng nó sẽ khớp nhau. Nếu mà đẻ ra mà không chữa được thì hy vọng là nó bộ gen nó sẽ khớp ở những cái gen chung. Cho ra chơi chán không chơi, giờ mới phản. Giờ đi vào mới phản. Cái không cho. Nó không cho rồi thì thôi, chấp nhận thôi. Thôi đi vào đi. Nào mấy đứa, vào thôi. Đi. Về 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 về. Nào. Về chỗ. Đi. Đi vào đi. Đó, ngoan đó.